Cầu người con cần. Cầu. Ta ơi. Ôi thanh niên đang nói chuyện thế nữa. À, bữa nay kết rồi. Trời ơi, thế nó mắc cần luôn rồi. Người ta xả máy ra. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Cá Tráp. Hôm nay sau một cái buổi sáng đấu tranh tâm lý, 5 giờ mình ngủ thức dậy mấy bạn. Bữa nào ngày nghỉ đi câu cá là ngủ không có được, nó cứ thao thức à, cứ nghĩ tới mấy con cá không à. Thì mình đấu tranh tâm lý, hôm nay mình định là đi câu ISO mấy bạn. Câu giống như câu đài ha. Có nhiều bạn không biết câu ISO là gì, nếu mà mấy bạn lần đầu tiên xem kênh của mình ha. Thì câu ISO là hình thức câu biển mà mình sử dụng mồi xả mấy bạn. Mình xả xuống cho cá tụ lại rồi mình câu thôi, giống y chang như câu đài nhưng mà mình câu ngoài biển ha. Mình câu càng bằng máy ha. Đó, thì nó gọi là câu ISO. Thì mình định đi câu ISO mấy bạn. Mà suy nghĩ kỹ lại thì câu ISO nó mớm quá, chịu không nổi. Câu ISO cá ăn á thì giật nó đã tai thiệt. Nhưng mà mùa này câu nó làm như cá nó chưa ăn mồi mạnh lắm. Nhưng mà câu ngam ở sông mấy bạn thì nó ăn mạnh. Cho nên là hôm nay là mình quyết định mình đi ra sông nữa. Thì ở ngoài sông này câu rất là vui mấy bạn ơi. Tại vì có nhiều người Việt á. Có mấy anh em mình quen á. Đây. Một cần thủ đến từ Hà Nội. Thưởng là quê gốc Hà Nội luôn hả Thưởng? Ở đâu Hà Nội? Đông Anh Hà Nội. Đông Anh Hà Nội có cần thủ bên kia cũng Hà Nội luôn mà bữa nay nó làm cả đêm về nó ngủ rồi nó chưa qua. Bữa nào qua có cái cần nhà không, có quen không? Rồi cần thủ này đến từ Bình Dương. Cần thủ đến từ Bình Dương đi câu không có cần câu, đi ra cho có mặt thôi. Chủ yếu lấy không khí, không cần phải câu cá dẫn giá về không nổi. Còn cần thủ này đến từ Gia Văn. Ông bác này đến từ Gia Văn. Còn cần thủ này cũng cần thủ Gia Văn luôn, cần thủ tất cả cần thủ trẻ. Câu cần lui về. Còn ông bác này ông mới ra tới thôi. Mấy ông bác này thường thường câu cần dài lắm. Imagine this. Không phải câu cần 5 mét mấy 6 mét. Em lên câu được dính được con cá tráp vàng à. Ngày qua dính câu con tráp vàng hả? ba anh em ở gần nhà luôn hả sao? Chăm vườn luôn. À, chung đi à. Ở bên Việt Nam sao? Việt Nam thì xa người nơi nhưng mà người nơi hả? Đây làm chung. Miền Tây không hả? Miền Tây không anh. Hai miền Tây có người đúng. Tỉnh nào? Quảng Ngãi. Quảng Ngãi à. Quảng Ngãi sao nói giọng không có Quảng Ngãi hết rồi? Tại mẹ miền Tây. À, gì mẹ miền Tây hả? Còn ba Quảng Ngãi. Rồi sống ở đâu? Mẹ miền Tây, ba Quảng Ngãi, sáu Quảng Ngãi mà nói tiếng miền Nam. Thì tại vì cô chủ gì trong đó ra chơi đấy. Cô gì trong đó để chơi rồi cứ nói giọng mà cứ bị lai lai vậy. Nói giọng miền Nam rạ luôn. Hồi sáng giờ có ai về chưa ta? Chưa. Chưa ai về hết à mấy bạn ơi. Để đếm có mấy người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 người. 11 người. Bữa nay cũng không đông lắm à. Bữa nay sáng sớm thời tiết đẹp thiệt nhưng mà kiểu nhìn cái màu này là bữa nay là lễ hội cá đối rồi. Dính toàn cá đối không? Cá đối ở sông này mà câu dính là người ta sợ lắm. Dính cá vượt á, cá vượt là ngon nhất. Xong rồi tới cá tráp. Em mua mồi là câu qua đây luôn hả? Còn cái này mua tối hả? Còn ngày qua nữa câu bằng gì? Ngày qua câu chúng con này. Mua về tiệm đó hả? 300 viên hay 500 viên? 500. 300 con đủ. 300 con chút hết hả? 500 viên hả? Ít à. Câu nữa chưa? Hồi sáng giờ câu nữa chưa? Chưa đâu, mới còn có 3, 4 con nhiều. Câu người con cần à? Câu. Ta ơi. Ôi thanh niên đang nói chuyện thế nữa. À, bữa nay kết rồi. Trời ơi, thế nó mắc cần luôn rồi. Người ta xả máy ra. Ở dưới kia câu dính nữa kìa, mà mình dạt xuống đây. Dạt xuống hả? Ở dưới này cá cắn ác thiệt luôn á. Thanh niên dính rồi.
bị gì hả? Dướng dây hả? もうさばいたですか。さばいた。おい、この続き入れます。最後は？最後の続きね。大よ。最後の続きは、続きは見えないね。ディープは？最後。đang nói chuyện xảy luôn rồi, xảy con Suzuki rồi, xảy cá vượt, tiếc thế, tội nghiệp thiệt. Đó vậy đó mấy bạn, tình hình bữa nay là vậy đó. Ở đây được 6 anh em Việt Nam, 6 người Việt Nam với lại 5 người Nhật. Việt Nam đông hơn Nhật. Bữa nay là cái cá vượt á, coi bộ nó không có vô nhiều mấy bạn ơi. Tại vì sao cơn mưa toàn là dính cá đối không à. Rồi giờ mình bắt đầu câu đi ha. Trời ơi, 8 cần mấy bạn, 9 cần. 9 cần mà hồi nãy giờ đi dưới đi chơi vòng qua lên vẫn chưa có cá. Thôi kiên trì đi, đổi chỗ làm gì đúng không? Thời mình chưa tới thôi. Hôm nay mình sử dụng dây trục nè. Dây trục là dây số 3 nè. Cục chì là số 20. Chị xuyên tâm số 20 nè, càng bự ném nó càng xa. Rồi xong rồi dây thẻo, dây trục là số 3, dây thẻo số 3 luôn. Dây thẻo với dây trục là 1. Lúc trước mình hay câu dây thẻo 1.5 hoặc số 2 mấy bạn. Dính cá vượt nó giãn bật lên chút là đứt cái tực. Xong rồi tức quá, xài dây thẻo với dây trục là 1 luôn ha. Nè ở trên nè, xong tới cục chì nè. Cục chì cái lỗ bự quá, mình gắn cái cục chặn chì nhỏ mấy bạn thấy không. Rồi thêm tới cái khoen nè ha. Xong tới cái thẻo, thẻo dài tầm 1 mét ha. Dây màu xanh luôn, mình câu thẻo màu xanh luôn. Lưỡi số 4, lưỡi chi nư số 4 có chút xíu. Mấy bạn nhà ở biển á, mấy bạn dân biển á, mấy bạn quá quen thuộc cái loại trùng này ha. Trùng biển hay người ta còn gọi là con rươi á. Thì mình cho mấy bạn mà nhà không phải biển coi thử. Có nhiều bạn chắc lần đầu tiên coi con trùng này ha. Ở đây nó có cái đầu nguyên nguyên nè, có răng nữa. Trùng nhà thì không có răng, trùng đất không có răng, nhưng mà trùng này có răng, hai bên nó có chân nữa. Đó, nó dài tầm này, con này mùa này con này nhỏ vậy thôi. Tới mùa nóng nóng nó bự lắm. Đó, câu lưỡi số 4 nè, mồi nè. Móc vô. Đó, móc vô vậy thôi, giấu lưỡi luôn. Lòi lưỡi ra cũng vẫn được, mấy bạn không có ảnh hưởng gì hết. Đó, nói tóm lại mình nói cho những các bạn mà không biết đi câu ngâm hoặc những bạn lần đầu tiên câu cho mấy bạn hiểu rõ. Đi câu ngâm thì chỉ cần mình quăng sau càng xa càng tốt, do đó mình lắp cục chì lớn nè ha. Xuyên qua cái trục, cho cái trục xuyên qua cục chì nè ha. Rồi tới cái khoe, rồi tới cái thẻo thôi. Cái thẻo dài quá cũng không tốt mấy bạn, tầm khoảng 1 mét đổ lại. Dài quá thì lúc mà mình quăng bị rối với cục chì, nên vừa vừa thôi ha. Còn dây trục với dây thẻo thì tầm khoảng số 3 trở lên thôi. Con ngâm thì nó hay dính cá lớn, không giống như con ISO thì lâu lâu mới dính cá lớn, còn con ngâm dính cá lớn liên tục. Chứ là dính cá vượt là cái gò má nó bén lắm nên là nó sẽ bị đứt dây. Giờ mình sẽ lên để mình ném. Chị vượt thì ném nhẹ nhàng là nó bay xa. Mình câu mình hay xả bên đây vậy nè, xả cái khóa ở trên cái máy nè ha. Xong rồi cá nó lôi vậy nè. Đó, lôi vậy là mình biết cá ăn thôi ha. Lưỡi nó cơ bản là nó lôi tưởng dính rồi mấy bạn ơi, mình không cần phải giật đâu. Thôi mình gom đi, gom càng lại đóng đi cho dễ quản lý. Gom càng gần lại cho dễ quản lý. Rồi mình ngồi chờ thôi. Lần này cá ăn thiệt rồi mấy bạn. Càng này nè. Đó, 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 đó. Quay cận cảnh cái đỏ rung rung cho khán giả coi đi rồi bắt đầu mới kéo. Thôi kéo luôn rồi cho nó lành. Kéo luôn cho để nó xảy. Ủa? Dễ vô được cũng dữ rồi á. Gì trời vô ra hả gì vậy?
Ui cá gì dễ gì kỳ lắm. Cái gì dễ gì kỳ lắm. Cái đó là gì trời. Phải tự xử. Vợt thì chưa lắp. Đen thiệt luôn. Chưa lắp vợt nữa. Này sao cá đối ăn dữ ta. Tới mùa cá đói rồi. Anh ơi, điện bếp vào chưa? Bếp vào đâu anh ơi? Kéo anh đi. Thôi kéo anh đi. Vô rồi, vô tới bà. Thôi kéo anh đi em ơi. Em vào chưa? Cái đó nhỏ mà khỏe mà. Anh Tung có lấy cá đói không? Anh Tung có lấy cá đói nữa không? Con này bằng con trước đây. Con này bằng con hôm nữa, bằng con lúc nãy này. Bora 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 matsuri. Nút vô miệng luôn, hàng chi khỏe quá. Cái giống này nó đút thẳng luôn đấy. Bữa nay lễ hội cá đói rồi, chính toàn cá đói không? Mưa xong rồi. Có anh có biết một trận mưa không? Mấy con cá đối không? Lễ hội cá đối rồi. Móng này ra tà le không quay phim được. Anh Tân bỏ cá rồi. Không có bịch á. Bịch này hả? Ờ. Anh Trung bữa nay đi ra chưa có câu được con nào hết mấy bạn ơi. Nhưng mà cá người ta cho không là chắc bữa nay là lấy xe tải kéo về rồi. Trời ơi. Người ta câu dính đã cho, trời ơi bữa nay dính con cá đối mắt đỏ nó bự thôi rồi đúng. Ừ. Không phải cá đối mắt đỏ. Trời ơi con cá đối mắt đỏ nó bự. Y như mẹ với con. Con này có trứng chắc không? Con cá sao tốt con đồ mộ. Thanh niên. Trời ơi con cá đối mắt đỏ bự. Cái này mắt vàng. À, thông minh dữ hả? Trời ơi nó bự. Anh Trung vừa vô vụ rồi. Rồi sao mày đi về rồi, rồi về đấy. Trời ơi, đi câu cá sáng sớm chưa câu dính được con nào, rối dây, cắt hết khúc dây nữa. Đi ra mà trong cái thời gian cột dây người ta bung 4 cần mà chưa cột xong mà giờ có 4 cá rồi. Khiếp. Anh Yên này dính rồi mấy bà, không biết dính cá gì. Đoán là quay ngược sáng thì nhìn cho nghệ thật. Thôi qua bên kia quay đi. Nó nghệ thật quá nhìn thấy cũng không rõ. Nghệ thật quá cũng không được. Đấy. Đứng qua đó nhìn chắc đấy. Ôi, ông bác kia dính luôn rồi. Ủa con hồi nãy, con hồi nãy. Quên. Bố ra hả? Đói rồi mấy bạn. Cái dính bô ra. Em chưa xích lên. Ủa chưa lên hả? Kéo dữ hả? Dính luôn. Tại ơi dính mấy cọng dây luôn rồi. Bô ra. Thấy rồi bye bye. Thấy cá đói rồi. Ủa kìa. Thấy cá đôi à. Dưới mấy cọng dây luôn nên là gỡ nó hơi cực. Đi theo. Anh Trung lấy cá đôi nào.
Anh Trung ơi, lấy được không? Ôi, thấy làm mổ mổ đi, cho phơi. Mổ ra làm khô đi. Mổ phơi ra đi. Dẹo lên đây nhìn chết rõ rồi. Đấy, kéo nhìn nghệ thật chưa, quả cần dẻo dữ chứ. Cần ISO luôn, cần ISO mang đi công ngâm. Đúng chắc luôn. Trời ơi, giờ bắt đầu rác nó ra kìa. Hên nó chạy ở trong bờ ha. Chạy ra ngoài là khó câu á. Cái bờ cái này rất là sâu nên nhìn nghiêng khó em nhìn. Anh con này to không anh ơi? To lắm anh Trung ơi. Lấy con to này đi anh Trung ơi. 3 cân luôn. Con này to, cái vật này chắc vãi. Cái vật to tướng ha. Cầm không không thục vô luôn mà cầm ngay cái đọ nhưng mà nó không cong luôn. Vật Shimano đấy. Shimano. Đùa đâu. Không phải đùa đâu hả? Vật Shimano. Chắc đấy, cá to chà, to tướng luôn. Thôi rồi mập lâu. Ừ, con này 3 cân ạ. Anh Trung ra mổ đi. Đấy, bây giờ bắt đầu chuyển sang ấy rồi. Chê. Giờ bắt đầu chê hả? Có trang quên đèn. Bắt đầu ấy rồi, kén rồi đấy. Giờ chê cá nhỏ rồi, hồi xưa là cá nhỏ cá lớn thì lụm hết. Con này là chỉ sao cái con cá mắt đó mắt đỏ hồi nãy thôi. Đúng rồi, con này bực đấy. Chứ nhiều quá, sao mang về hết. Măng thịt ra đem về nhẹ. Thôi bỏ ra, mổ ra phơi luôn. Hồi bữa đem về có cho tao, cho lấy hết hả? Cho chứ, ăn có hết không? Bữa nay đem về cho. Rồi kêu người ta gom tiền lại mua cho cái bình này, cuối tuần chạy ra đây kéo cá đem về. Rồi bữa nay mình đen rồi mấy bạn ơi. Bữa nay giờ hoài luôn, hồi nãy giờ cá không cắn phát nào luôn, chán thiệt. Để trong cái kịp của anh Trung, anh Dương á. Sâu. Sâu. Thanh niên này đem cá đi đâu? Con thứ năm. Con thứ năm trời ơi. Chưa câu được con nào hết mà có 5 con à. Đổ nước vô đổ chết luôn, nhìn thấy bể. Nè, uống một bao để ngay đây nè. Nước nó hơi đỏ nên không dám quay gần mấy bạn ơi. Quay xa xa. Quay chừng nhảy nước á. Nhảy xuống nước. Do anh không đem vô trong cái lỗ đó mặn luôn. Leo đó rồi hả? Càng này cá ăn thấy mềm mấy bạn coi nè. Coi nè. Quay giùm anh cái. Có đói rồi. Cái gì đây? Chắc bò. Ngồi gì? Cá vượt trong con vượt. Trời, rác trong rác gì vậy? Cá vượt anh ơi. Cá kéo yếu quá. Nó chạy nãy giờ mà. Có nhảy lên đâu? Phải không trời, phải cá không, phải gì đâu? Cá đúng rồi. Ôi, cá vượt con ơi. Cá vượt, đi lên kia đi. Cuối cùng dính rồi, nên có vượt nó. Con cá vượt nó ăn nó mới có chạy vậy thôi. Đi xích lên kia là trâu trống quá. Sao dướng dây rồi sao anh vớt? Dướng dây sao đi. Cá vượt, cá vượt. Dắt nó đi, dắt cá đi dạo. Lên con. Dắt cá đi dạo. Lâu lâu dính được có một con à. Thôi dính là được, hết khóc thóc mớm rồi. Đứt dây nha, đứt dây là đen lắm á. Anh đừng có gõ vô cái đá là đứt chắc á. Đá hay gì đây? Con này cá nhỏ. Con này nhỏ, không to. Để dắt đi. Dắt nó lên đây. Chỗ này nhiều đá quá. Ngay chỗ này mà vớt ngon nè. Đang giải, đang giải. Ê, sao chú vô rác? Con rác, ừ. Con này nhỏ. Cái dây này khó đứt lắm. Cái nhỏ. Nhỏ.
con lắm. Nó được 6 năm mấy. 50 cả. Nhỏ nữa hơn mớm. Nhỏ nữa hơn mớm. 75 nè. Đấy mà. Con này chắc nhỏ. Hai tay. Con này giỏi 1 ký ký hơn tí ha. Ký rưỡi không ta? Không biết. Có cái cây này có. Thôi căng luôn cho nó lành. Căng luôn rồi chứ dự đoán gì. Đó 1 ký 8. Đúng. Không tới. Nhiều dự đoán đi. 1 ký. 1 ký. Không. Cười. Đấy cười. 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 Em nói em đoán 1 ký. Dự đoán. Dự đoán anh Trung trước. Trầm ký, ký nhiêu anh Trung? Ký rưỡi. Ký rưỡi, ký sáu. Ký tám. Không, đó là 1 ký 7 đi. Trầm gà. Trầm gà. Em là ký mốt. Cầm lên 2 ký là lỗi. Ký đi, ký mốt. Cái này em dự đoán là khoảng ký 3, 50. Vừa cầm, ai cho cầm chứ. Dạ biết đây đây à. Ê. Ký 2, ký 3 thôi. Căng ơi, căng để trả lời câu hỏi cho anh em. Ký 3 6 chục. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Ghê không? Đúng là dân chuyên đi cầu hả? Tôi dân tập tạ. Tạ đi quen. Một ký 3 mấy vừa, 6 chục hả? Ký 3 60 mấy bạn. Nè anh Trung. Gì? Làm hả? Mai không phải cột nữa. Con này chắc cột đi về cột làm sao tìm hả? Giờ cần về luôn rồi, cột gì nữa? Cần về cột đi. Con nữa hả? Rồi, mệnh dính nữa rồi cả. Anh Trung không chịu về ơi. Anh Trung không chịu về luôn mấy bạn. Móc vô kiểu này hay móc trên móc dưới? Móc dưới đây móc lên. Em móc, móc vô. Trời ơi. Móc cá móc cũng không được, nó chết rồi. Dạ, vậy mà đòi ăn sashimi. Nó chết. Móc mạnh quá sợ chết. Móc mạnh quá sợ cá chết. Trời ơi, móc hai môi luôn. Ấy là hư, gai là hư. Trời ơi. Không gà móc luôn, tính để giờ thả xuống luôn. Đẳng cấp. Đằng kia kìa, trời ơi, đằng kia kìa. Này rác không à? Trời ơi, hồi sáng giờ luôn mới dính cá vượt mấy bạn ơi. Hồi sáng giờ mới dính cá vượt, giả mang thiệt luôn á. Ở dưới đây rác không nè, bữa nay quên quay cho mấy bạn coi. Rác không nè, mấy bạn kia rác không à. Thả cá xuống ngay đây, ngay chỗ này không có rác. Câu dính kéo lên là phải né cái đống rác này nữa, cực thiệt. Vượt rồi. Vượt kéo vô tới bờ ơi, trời cho đứt dây. Ôi nó chảy kìa. Nó chảy kìa. Ôi chảy đó. Con này bạo lực vô luôn. Dùng dây hồi là nó cắt đứt. Em đi xuống dưới đi. Chứ dây sao kìa, sao vớt. Hay đi kéo lên kia. Ủa dưới kia dính hả gì hả? Dưới kia dính kìa. Dưới kia dính nãy giờ nó dèo nãy giờ. Đói cả đói. Nè em lại đây, đem lại đây, anh chỉ kéo lên nè, kéo qua khỏi cái cây đây. Trời, khó lắm. Không, lại đây, kéo qua khỏi cái cây đây. Để dính nùi rác luôn hả? Trời. Dính vô cọng rác đó coi chừng sức á. Anh giữ mày, em đi cái. Em đi xuống hả? Cái này phải xuống đi, rồi. Em lại cái đó, em leo xuống đi, anh được. Đi nhanh chứ không xảy ra. Thanh niên đang đi lên kia trèo xuống mấy bạn, đằng này có anh chỗ xuống nè. Được 3 con rồi, ồ 2 con rồi. Con này con thứ 2 rồi. Ừ. Anh ra rồi, anh chân nhấc lên không nó đứt rồi. Nhân viên không lúc kè đá đứt rồi. Mình có anh tay mấy bạn. Này bằng con của em. Nè em lại cái này nè. Mang mai em cầm. Đó em lại em nắm cho em kéo nó lên luôn. Cháu này vứt kè đá nó đứt ngay rồi. Em lại em nắm cho em kéo lên luôn, bạn gì. Nó đứt là do cái mang của nó. Được chưa? Đừng có nắm đuôi coi chừng sảy. Để anh trong mà trong. Nắm cái đầu á, nắm cái đầu á. Ok.
Trời ẩm lên luôn. Sách lên thử coi, giờ lên bờ sách nó lên thử coi nổi không? Nắm nắm cho em kéo nó lên thử coi, không có đứt đâu. Con này nó không đứt đâu, con này không đứt đâu. Đứt ra luôn. Tuột thôi, đứt làm sao rồi. Tuột thôi. Cái dây gần đứt luôn nè. Ôi. Con lứa vào ha, bằng câu hồi nãy luôn ha. Y như hồi nãy à? Cũng ký 3 ký 4. Đấy. Sâu về mấy bạn, ở ngoài đó lại có cái đá nè, với là rác không luôn nè, coi rác nè. Gì lấy cái tre chứ hả? Tưởng đâu lấy, em lấy cái tre chứ. Rồi, anh Trung cầm cá rồi. Đấy. Hơn gì dữ hả? Đó. Để em nhắm coi. Con này hả? Ký 6. Cầm lại đây coi. Đây. Ký 6. Rồi chắc 2 cân quá. Nặng rồi đấy. Bước cái ống cục này nè. Chờ đón tầm 2 cân, 2 ký 2. Bước mạnh lên. Nhiều. 2 ký 2. Anh Trung đón 2 ký 2 đây mình cho mấy bạn coi nè. 1,8 ký. 1,8 ký 8,50. 1,8 ký 50 nè. Cũng nặng đấy. Còn thấy cái nữa ký. Rồi, chụp hình các em ra. Móc vô đây chụp hình cho. Đây, cho mấy bạn coi. Càng nghe. Ê ê. Đây. Đóng đi, đóng đi. Càng nhìn càng. Đóng cần thôi. Đâu. Lớn. Vượt đây, vượt đây. Lớn. Rồi, mạnh. Vượt chắc ư. Mạnh. Nếu bô ra nó không kéo mạnh như này đâu. Bô ra nó nhấp 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 đầu. Bô ra nó thôi. Còn Suzuki nó kéo chặt chặt như này. Mạnh đây, mạnh đó. Con này con to lại chứ con nhỏ luôn hả? Giờ này chắc khó dính bô ra ha. Thôi, từ từ thông thả thôi, cho yếu đi. Thả kiếp bô ra. Cho nó yếu đi. Đứng quay vậy nó hơi phản khoa học. Tự quay camera luôn cực mấy bạn. Trời ơi, cần mình cá mà tưởng đâu cần ông già đằng kia. Cần có ống đằng kia rẹt 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 rẹt. Cần mình đây cũng rẹt rẹt luôn. Thua. Rồi con. Này chắc không phải cá đối nữa ha. Cá vượt. Cá vượt bà con ơi. Nhảy thế này mà bỏ cá đối đúng không? Cá vượt lại dính cái con này bự đấy. Bự hơn con vừa kéo lên luôn á. Con này bự đấy mấy bạn. Trong thời gian nó còn xa xa ngoài kia mình sẽ lừa nó lên trên đây. Lên trên đây dễ vớt ha. Đâu lắm mà đâu cần phải tốt. Trên câu cá chuyên nghiệp trong cái vợt. Hay do càng này mềm quá. Càng này mềm quá chứ không phải lặn cá lớn. Đi ra. Ê. Con này nhỏ tí luôn. Đó, lại đây, lại đây. Vô khán giả coi. Ok anh ơi. Vô hả? Trời vô rồi. Vô còn quay gì nữa. Trời ơi. Tí nữa rớt camera xuống nước rồi. Tí nữa mất camera rồi. Trời ơi có chút xíu à. Con cá có chút xíu à. Làm hai con run luôn. Vậy nó mới ăn không? Chịu luôn đấy. Hả? Ăn dở mà. Ăn hai con run luôn. Mình quay cho mấy bạn coi nè, nó dính có một chút xíu luôn à. Trời ơi. Rồi. Nè, trời ơi. Dính có một chút xíu à, nè. Có một chút luôn nè. Trời ơi. Con này chắc cũng bằng con nãy à. Con này chắc được 1 ký. Ký.
Ui, không dám cầm, cầm chia tay. Mới cầm đi rửa, ở trong này nước cao lắm mấy bạn ơi, không có rửa được. Đó, cho mấy bạn coi vậy nè. Con này nhỏ, con này chắc ký 2, ký 3 vậy, bằng y chang con hồi đầu luôn á. Đi cọp nói chung vô bầy nữa thôi. Đi đây, đi đây. Anh Trung lại đứng sau đó, anh Trung cho em quay phim cái anh Trung. Đứng sau càng thủ đi. Ơi lo cái cần câu không có quay phim được. Khán giả coi chắc tức lắm đây. Có thanh niên xuống xách cá lên nè. Thọt cái tay vô mẹ. Rồi bự chưa hả? Thọt trong mẹ, thọt trong mẹ. Ừ. Ngon lên. To hả? Anh Trung thốn mớm rồi, yeah. Anh Trung thốn mớm rồi. Anh Trung thả để dây anh Trung. Rồi xách nó lên luôn. Dây này được hết à? Xách thử coi. Trời ơi, coi chừng vô mắt. Đứt lưỡi luôn hả? Đứt lưỡi hả anh Trung? Vô. Ừ, anh Trung thóng mớm rồi, đạp xe 20 cây số mà mớm nó thôi luôn. Con này chắc bằng con em nãy á. Đi cao mà không dính cá vượt là mớm à, mặc định là vậy. Không dính cá vượt là mớm. Căng không, căng không anh Trung? Căng hả? Con này chắc như anh Trung dự đoán á, anh Trung câu trúng cá vượt nhất nè. Vượt nhất trong đám rồi. 850. Hồi nãy chưa? Ký 850. Hồi nãy ký 850 luôn. Hai vợ chồng rồi. Ký 825 à. Ký 825 đi bằng y chì luôn con gái luôn. Lại coi. Một ký 825. Con hồi nãy là ký 850. Cũng không có không có chênh lệch mấy mấy bạn, hầu như là bằng nhau, chỉ ăn con trùng là khác nhau vậy. Ôi bữa nay vô bội thu rồi, bội thu vô mùa bội thu xong rồi mấy bạn ơi, cá hết cán luôn rồi. Bây giờ là 12 giờ trưa, cho thanh niên kéo cá lên coi. Rồi bữa nay câu được những cái gì. Trời ơi, câu của em to nhất thiệt. Ủa sao hơn kém nhau có gì? Có 25 gram à. Nó hơn kém nhau có 25 gram mà nhìn khá dữ ha. Nè mấy bạn coi nè. Con này xem nhau nè. Nè, con này với con này hơn kém, con này thua con này 25 gram mà nhìn khác hoàn toàn. Đó. Còn anh Trung quên là phỏng vấn anh Trung coi cảm giác bữa nay. Phỏng vấn bữa nay câu được cá vượt khóc mớm ra sao? Phát biểu cho khán giả nghe coi. Vui. Vui như mà vui sao? Vui khi bắt được cá. Ngắn gọn xúc tích vậy? Thôi chứ. Thanh niên Bình Dương phát biểu rất là ngắn gọn xúc tích, câu dính cá vui hết. Thì giờ mớm là buồn đúng không? Được cá thì vui. Đạp xe 20 cây số lại đây câu dính được cá vượt rất là hạnh phúc. Sung sướng. Thôi, mình bữa nay cũng sung sướng rồi, bữa nay tưởng đâu câu dính cá đói không, đang buồn hồi nãy rầu rĩ. Hồi nãy 9 giờ là nản quá, kêu chuẩn bị đi về rồi đó. Ráng tí là dính. Ráng lại là dính cá vượt. Nó ăn cũng tùy giờ mấy bạn ơi, chứ không phải lúc nào là sáng sớm nó ăn. Trưa nó vẫn cắn bình thường. Câu đi trưa mới có cá vượt mà. Ừ, hồi bữa trước dính cá vượt nhiều cũng trưa, sáng sớm nó không ăn. Rồi video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video kế tiếp.